Và đây là nguyên liệu để chúng tôi thử chiếc máy này, gồm có thóc, gạo, cám, rau muống thái nhỏ và bắp. Chúng ta sẽ trộn đều nguyên liệu lên và độ ẩm của nó là từ 20 đến 25%. Vâng, như vậy là chúng tôi đã test xong chiếc máy ép cám viên inox TK150. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Takeo. Xin chào và hẹn gặp lại.